Làm cô dâu. Dâu tính ạ. Dâu tính ạ. Tính ạ. Tính ạ. Mày làm thế là sướng. Tính rồi. Còn ngáo rồi. Chào mọi người, tôi Ngô Cường. Tôi được chơi. Thì hôm nay tôi dẫn thằng cu được mua quần áo rồi không? Thì bây giờ anh em tôi ở đây, anh em tôi đã nghĩ ra một cái ý tưởng tròn, tem, chỗ cường. Tròn gì em? Ngáo đá. Đó, em tôi sẽ vào ngáo đá và tròn cả tem xem cái phản ứng của tem như nào anh em nhé. Ok, thì bây giờ anh em tôi, let's go. Sao à? Thế nào? Hôn cái. Chị ơi, chị hôm nay anh Cường ôm chị Thủy Lào ý, hôn nữa. Tối qua ai ôm chị Hương ngủ. Chị Lào hôm qua mặc áo gì em? Áo hồng à? Áo hồng. Đúng rồi. Cái chị Lào hôm qua chị mặc áo hồng ý, xinh lắm. Mày bỏ anh ngáo ấy. Mày bỏ anh ngáo ấy. Ở tao á? Nó bảo tao với mày kìa phải không? Mẹ mày bảo tao phải không? Bảo tao phải không? Mày làm gì tao? Mày gọi mày ra đây. Mẹ mày tất cả các con lợn này ra đây. Tao làm gì mà? Mày làm gì tao? Mày làm gì tao? Bố mày ngồi xuống đây mày làm gì tao? Cầm ống hút bụi. Con chó này. Mẹ thằng điên này, anh cho đây mấy ngày hai ngày điên. Ở chung ấy này, cái câu chuyện như này này, hiểu không? Cái đây khẩu súng bắn bùm cái và búp 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 cái, hiểu không? Ngáo cái lời là đang ngồi mẹ tự nhiên bắn búp. Úi giời, đi thôi. Bị mẹ mày bị điên à. Cái thằng chuyện cường. Ông ra đây gặp tôi, ông ngồi xuống đây, ông nói chuyện tôi như này lâu rồi mà. Tao cứ để đây, cứ là ở đây đang lên tin với người yêu. Ủa? Không người có yêu à? Không, không yêu làm gì. Tạm bắt muối. Tao mới bắt con đò mày trên đầu một thằng muối em. Này. Ba. Anh cớ này. Mày ăn mình chúng mày ngã đây à? Ừ. Đã bảo mày ra, mày ngồi xuống đây nói chuyện với như tao như hai lần ông phải không? Tâm mới. Mới gì gì. Cường ông ra nói chuyện với tôi hai lần ông. Im nào. Chịu Cường ở đây ngồi. Mày ngồi đấy à, mày nằm đấy à? Thằng cú đá ở đó mày ra nói chuyện với tao như hai lần ông. Mày ra đây ngồi tao nói chuyện với hai lần ông. Mày gọi mày ra mày gồm mỗi tao mà. Em mày ngồi dậy, anh cho em làm cô dâu. Ôi lại tao cho mày làm cô dâu. Phong ra. Phong ra, ra, ra làm cô dâu. Ra làm cô dâu. Đây là cô dâu. Làm cô dâu. Trời ơi.
Trời ơi. Bú to quá. Đóng cái chồng, đóng không vậy? Đó. Trời ơi. Bắt bú cái gì mẹ ơi. Sao á? Đau quá. Em sẽ là cô dâu. Uống ra đi. Tao mà một bài phạt tao ra nó chuyện gì hài anh ông mày bùa tao kiểu ngáo đá gặp tao chỉ là tắt điện tao bảo ai mày ra lấy hồn cô ngay trói được cả cái kia ai ạ mày ngáo á ngáo đá gặp anh em tao mày thích ngáo á hồn á trói nó vào au đau rồi ai ạ au hôn cái bây giờ ông biết được mẹ đẹp lớn nữa bây giờ ông biết được bây giờ ông biết được các em đi đau mày thôi đi tao to mày thở đi con mẹ mày đi chơi về không rồi ngáo ngố mẹ à. Vâng ơi, cũng chụp vô cái rồi.
không không mà lấy nước này rồi đi thu hết vậy. Đúng vậy. Đáp. Không cho bạn dấp tính nhá, dấp tính nhá. Tính nhá. Mày làm thế là sướng. Tỉnh rồi. Còn ngáo không? Hôn đi. Ôi mày điên à? Anh đã, em trôn mà. Mày điên à? Ai à, mày điên à? Tỉnh nhanh đấy. Mày làm gì anh? Mày điên anh được rồi. Con mẹ đau hết. Ây à, đau. Con mẹ đang chụp. Mày hết ngáo nhá. Hả? Mình hết ngáo nhá. Hai con lợn này. Tất cả con ngáo mà.